diễn viên Huỳnh Anh Tuấn và cuộc sống U60 ở nhà vườn 6.000m2. Gần đây, nam diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ đăng tải nhiều đoạn clip ghi lại cuộc sống ở tuổi U60 của mình lên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Được biết, những năm gần đây, nam diễn viên chuyển hẳn về nhà vườn rộng 6.000m2 tại Long An sinh sống. Mỗi khi đóng phim, nam diễn viên mới di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu về đây sống, tôi cũng thấy hơi buồn vì mọi thứ khác hẳn ở thành phố, nhưng ở dần thấy cũng quen, cũng thích và hiện tại thấy mình quyết định đúng đắn. Ở đây, mỗi buổi sáng tôi dậy rất sớm, có hôm 4 giờ 30 phút, có hôm 5 giờ. Thức dậy, tôi ra trước nhà uống trà. Lắng nghe gà gáy, chim hót, thậm chí tiếng chó sủa cũng khiến tôi cảm thấy vui và bình yên lắm, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cho hay. Những video chia sẻ của anh khiến người xem thích thú bởi sự mộc mạc, chân thực từ lời thuyết minh của nam diễn viên cho tới cách chế biến món ăn thành thục. Sau gần 8 tháng, nam diễn viên đã thu hút hơn 1,1 triệu người theo dõi.